Đồ sư cũ Lâm Võ xin thân ái mến chào cô chú anh chị. Hôm nay thì cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một số đồ đồng ha, và đồ gốm và đồ gỗ sư cũ. Giao lưu và báo giá cho cô chú anh chị mình qua số điện thoại em là 0345 238 512. Thì Lâm cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều đã xem cũng như ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều ha. Cửa hàng bên em thì nó rất là trống cô chú anh chị, cũng nhờ cô chú anh chị mình đã ủng hộ em ha. Còn đây là tác phẩm đầu tiên của chú chị, đây là một y ha, một y thì em có một cái tủ áo nè, tủ này nó rất là lớn của chú chị. Đó, chiều cao của tủ thì em đo như vậy là 213. Còn chiều ngang thì nó rất là lớn nha chú chị. Chiều ngang thì em đo như vậy là 210. Còn chiều rộng đi ha. Đây chiều rộng là 60 của chú chị. Nó rất là lớn luôn. Ở phía trên đây thì ta cẳng chim hoa của chú chị. Ở đây thì của chú chị mà xem nè, ta làm những cái lá chầu. Còn đây thì cái hoa lá tây, nhưng mà hoa lá tây này thì người ta chạm nổi của chú chị. Nó rất là êm luôn. Còn theo những cái cánh tủ nè, ở cực cẳng hết trơn, gỗ thì gỗ gõ cũng gì, còn ốc này thì ốc Singapore ha. Ở đây của chú chị mình xem nè, ở cẳng những hoa lá tây rất là đẹp, còn đây là cẳng một cái vỏ hoa rất là đẹp luôn. Ở đây là ngũ phúc nè của chú chị, đó năm con dê. Ở phía dưới này thì cẳng là tích tứ bình của chú chị, đó tích tứ bình đó của chú chị mình xem. Cái tủ này thì gồm có bốn cánh của chú chị, cánh đó là cánh đầu tiên, đây là cánh thứ hai, đó của chú chị mình xem nè, rất là dày dặn luôn á. Cánh tủ thì cô chú anh chị mình xem là dày tới 4 phân nè. Đó đây là cánh thứ ba nữa này cô chú anh chị. Nó rất là êm luôn. Đây là cánh cuối rồi cô chú chị ơi, cánh thứ tư ha. Đó cái tủ áo này là rất là đẹp cô chú anh chị. Còn ở phía trong đây. Đó, ở phía trong đây cô chú anh chị. Còn ở phía dưới thì nó có một cái ngăn kéo nè. Nó có một cái ngăn kéo ở phía dưới ha, mình có để đồ ở phía dưới luôn. Ở trên thì nó có cái xà ngang như thế này, để mình có thể máng đồ ở phía trong á cô chú anh chị. Còn mặt sau đây, nó mặt sau thì nó ở phía sau thì nó sát vô tường cô chú anh chị, em không có quay được ở phía sau á, em quay ở phía trong thôi. Đó cô chú anh chị mình rất là đẹp không, cánh tủ nó tới dày tới 4 phân nè cô chú anh chị. Rất là đẹp cô chú anh chị ơi, cái tủ này rất là lớn luôn. Cô chú anh chị mình xem ở bên hông luôn ha, gỗ thì đây ở bên hông đây, ở bên hông thì một cái miếng dán liền cô chú anh chị. Đó. Một miếng thôi, rất là lớn luôn. Thì cái tủ áo này thì được gã gáp bằng mỏng của chú chị, khi giao lưu với cô chú chị mình ha, thì em sẽ đi theo gã gáp tặng nhà cho cô chú chị mình, đặt những vị trí nào của chú chị mình đã chọn lựa được ha. Thì cái tủ áo này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 70 triệu ha. Em mời cô chú chị mình qua phía bên đây ha. Còn đây là 2y thì em có một cái bộ lư nữa nè cô chú chị. Đó, chiều cao của lư thì em đo như vậy là 60. Còn chiều ngang chỗ hai trái đào như thế này là 40 của chú chị. Bộ lư này thì cũng gần đây thôi cô chú chị. Đó, còn chiều cao của chân đèn thì em đo như vậy là 46, còn cái mâm như thế này là 23. Đó, rất là êm luôn. Bộ lư này thì cân nặng là 10 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 5.500.000 đồng. Còn đây là 3y thì em có một cái bộ lư nữa này cô chú anh chị. Chiều cao của lư thì em đo như gì là 56, còn chiều ngang chỗ hai trái đào thì là 37 cô chú chị. Bên em thì rất là nhiều lư cô chú chị ơi.
Còn em ở đây là đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức 5, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nếu mà cô chú anh chị mình cứ đi tới cửa hàng bên em ha, vừa tới đèn bốn ngọn hướng về Châu Đốc khoảng 4 cây số thôi là cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em. Còn nếu mà cô chú anh chị mình đi cái tiếng Chánh Long Xuyên ha, hết vừa hết cái tiếng Chánh Long Xuyên hướng về Châu Đốc khoảng chừng vài trăm mét thôi là cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em ha. À, còn chiều cao của chân đèn thì em đo gì là 44, còn cái mâm như thế này là 24 cô chú anh chị. Ngọn bộ lư rất là đẹp luôn. Ở gia đình mình thì có một cái bộ lư như thế này thì nó ngôi nhà mình rất là khang trang giảm cúng hơn cô chú chị. Ở bộ lư này thì cân nặng nó là 11,5 kg, giao lưu với cô chú chị mình là 10 triệu ha. Còn đây là 4 y, 4 y thì em có một cái khăn nước nữa cô chú chị, khăn này là khay xưa luôn, nó chuẩn xưa luôn. À, chiều dài như thế này là 60, còn chiều rộng thì là 39 cô chú chị. Ốc thì nó đã lên cái màu vàng chanh, nó rất là đẹp luôn cô chú chị ơi. À, gỗ thì gỗ gõ nghe cô chú chị. Ở khay này là khay xưa luôn á, chuẩn xưa luôn. Ở khay nước này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 12 triệu ha. À, còn đây là 5 y, 5 y thì em có một cái kỹ cái khay hộp cô chú chị, khay này là khay gỗ ha. Chiều cao thì em đo như vậy là 7 phân, còn chiều rộng thì là 23. Đó. 23 vuông cô chú chị ơi. Nó rất là êm nè. Khay xưa cô chú chị. À, cẳng thì được đều cẳng 4 mặt ha. Ở cái gỗ này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 2 triệu 500 ngàn đồng. À, còn đây là 6 y, 6 y thì em có một cái bình hút lọc của chú chị. À, chiều cao của bình thì em đo như vậy là 27, còn quanh miệng thì là 5 phân, còn quanh bụng như thế này nhé, quanh bụng nó thì là 47 của chú chị. À, bình này thì bình mới của chú chị, bình mới ha. À, bình này thì mình có thể cắm một hoa đào trên cô chú chị, hoa đào trên đây ha. Đó, nó hút tài hút lọc cho mình của chú chị. Cô chú chị mình có xài những cái bình như thế này thì những cành hoa nó đã héo rồi thì cô chú chị mình bỏ cành hoa đó ha, còn phần còn lại những đây nè, trăm hoa đua nở của chú chị. Ở cô chú chị mình xem nè, rất là đẹp luôn. Thì cái bình hút lọc này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 1 triệu ha. À, còn đây là 7 y thì em có một cái bình cắm hoa nữa của chú chị. Chiều cao của bình thì em đo như gì là 22, còn hoành miệng thì là 11, còn cái hoành bụng như thế này thì em đo chỗ lớn nhất ha là 47 cô chú chị. Đó, mình cắm bông của chú chị ơi. Nó hay là chiếc bài cũng rất là đẹp ha. Ở bên đây này của chú chị mình xem là trăm hoa đua nở nè. Đó, dòm rất là đẹp luôn. Bên này cũng là bình mới của chú chị ơi, bình mới ha. À, gốm bim quà của chú chị, bình mới nha. Ở bên này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 1 triệu ha. Còn đây là 9 y thì em có một cặp hồ lô. Chiều cao của hồ lô em đo như gì là 25. Nó còn quanh bụng như thế này là 35 của chú chị. Ở tấp thì là cũng sơn thủy luôn. À, gốm thì gốm tàu của chú chị. Ở cặp hồ lô này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 1 triệu 500 ngàn đồng. Các bạn giao lưu bên em ha, để em sẽ hỗ trợ thêm cho cô chú chị mình và xem cho nó rõ hơn. À, còn đây là 11 y, 11 y thì em có một cặp bình này của chú chị. À, chất liệu là đồng ha. Ở chiều cao của bình thì em đo như gì là 153. À, còn cái hoành miệng như thế này là 33. À, còn cái hoành bụng thì là 128 của chú chị. Ở rất là lớn luôn. Ở cặp bình đồng của chú chị ơi, chất liệu là đồng ha. Đó, cặp bình thì rất là đẹp luôn. Con tích này thì là thuận bờm xuôi gió của chú anh chị. Đó, em cũng chúc cho cô chú anh chị mình ha, làm đâu được đó, thuận bờm xuôi gió luôn. Đó. Rất là êm của chú anh chị. À, cặp bình này thì em chưa có căng đâu chú anh chị. Cặp bình này thì rất là nặng, rất là dày luôn. Đó, rất là êm. Ở cặp bình này tiệm giao lưu với cô chú anh chị mình là 90 triệu ha. Còn đây là 12 y. À, 12 y thì em có bộ giường kỹ của chú chị. À, bộ này thì gồm có 4 món. Đó. À, một cái đôn ha. À, và một cái bàn và hai cái băng.
À, chiều cao của đôn thì em đo như gì là 78, còn chiều rộng như thế này là 36, còn chiều ngang thì là 52. À, còn cái chân thì là 4 phân của chú chị. Gỗ thì là gỗ gõ của chú chị. Ở đây nè cô chú chị mình xem là được điều chạm viền, chạm những hoa văn chi tiết thì rất là đẹp. Đặc biệt thì cô chú chị mình xem những cái đố ha. Ở đây thì người ta được chạy gảnh hết trơn này cô chú chị. Đó, những cái đố mà chạy gảnh như thế này thì rất là đẹp nha cô chú chị, rất là kỳ công á. Đó. Đây. Đó, cái đôn thì cô chú chị mình xem nè, rất là dày dặn và nặng luôn. Đó. À, đôn thì gồm có một cái cô chú chị. À, còn đây là cái băng dài. À, băng dài thì gồm có hai cái băng như thế này. À, băng dài thì em đo phủ bì luôn nha cô chú chị. Chiều dài của băng thì em đo gì là 200. Nó còn chiều rộng như thế này là 46. Đây, còn chiều cao thì là 48 cô chú chị, còn em đo cái giữa sau luôn ha. Đó, giữa sau thì là 80. Đó, còn cái chân thì là 5 phân rưỡi cô chú chị, còn cái tay tựa như thế này là 4 phân rưỡi nè. Đó, cô chú chị mình xem nè. Rất là êm luôn. Ở đây thì người ta cặn, ta chạm cô chú chị ơi, chạm đây được điều chạm nổi nè. Đó, chạm tùng hạt trường sưng. Ở đây thì ta chạm những hoa sen của chú chị, nó rất là đẹp, rất là có ý nghĩa luôn. Ở đây thì gồm cái mặt thì gồm có một lá của chú chị ơi, một lá luôn ha. Ở băng thì đều gồm có hai cái đều như nhau, nó của chú chị mình xem nè, rất là êm luôn, rất là liền của chú chị, bộ dường kỹ như thế này, rất là đẹp. À, còn đây là cái bàn của chú chị. Đó, chiều cao của bàn thì em đo như vậy là 78, còn chiều dài của bàn thì là 113. À, còn chiều rộng thì là 53, còn từ mặt bàn xuống cái dìm này thì là 14 của chú chị. Nó còn cái chân đi, cái ai đây, nó cái chân đó là 4 phân. Rồi, ngăn thì được gồm có hai cái nha chú chị, ngăn trên nè mình để đồ luôn ha, ngăn dưới nữa, nên là được hai cái ngăn mình có thể để đồ trên và dưới luôn đó. Nó viền thì được điều chạy rảnh hết trơn cái gì, còn mặt nó thì cô chú anh chị mình xem nè, mặt rất là đẹp luôn á. À, bộ dường kỹ này thì gồm có 4 món của chú anh chị, một cái đôn ha và một cái bàn và hai cái băng dài, thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 35 triệu ha, em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. À, cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ với số điện thoại của em ha, 0345 238 512. Thì Lâm chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip, xin chào và hẹn gặp lại.